Bạn có thể dùng transistor, MOSFET và IGBT. Đầu tiên, các bạn hãy dùng một con IGBT. Cực G của IGBT qua một miếng trở hoặc là một điện trở. Chân D và chân S sẽ nối tiếp vào cuộn dây. Các bạn nhìn theo sơ đồ mà làm. Đây là sơ đồ mạch điện. Chúng ta có hai cuộn dây hai cuộn dây này quấn quanh vòng cuộn playback tạo thành cuộn sơ cấp bên đây là cuộn thứ cấp bên đây sẽ nắn ra hàng ngàn volt, đó là điện cao áp và bây giờ chúng ta bắt đầu làm các bạn nhìn thấy xung quanh của một cái bo điện tử đây là một bo mạch tv bên trong bo mạch tv có rất là nhiều linh kiện để chúng ta có thể lấy rất nhiều đây là nút chỉnh tăng áp bạn có thể tăng cao volt vài lần. Bắt tay vào làm việc thế nào. Đây là một cọng dây điện. Dây điện này các bạn có thể lấy cọng to, cọng nhỏ tùy thích. Nhưng đối với cọng to, các bạn hãy quấn theo kiểu này. Nhớ các bạn quấn theo 5 vòng vòng thứ nhất và đây là vòng thứ hai các bạn hãy nhìn kỹ thầy quấn nếu không các bạn sẽ không lấy được tia hồi tiếp bởi vì tín hiệu hồi tiếp sẽ làm mốt phép tự động hoạt động vòng thứ ba rồi và đây là vòng thứ bốn hay còn gọi là vòng thứ tư đến vòng thứ năm các bạn phải làm sao co nó lại các bạn chú ý điều này thật sự thật sự chú ý nếu không các bạn sẽ không lấy được đường điện hồi tiếp về đâu nhập đôi nó lại và tiếp tục quấn cùng chiều với cuộn thứ nhất nhớ chú ý phải quấn cùng chiều với cuộn thứ nhất vòng thứ nhất vòng thứ hai và đây là vòng thứ ba lại đến vòng thứ tư chỉ còn một vòng cuối cùng nữa thôi cố lên nào linh kiện điện tử là những phép màu nhiệm mà chúng ta có thể chế lên thành rất nhiều sản phẩm rất nhiều ứng dụng cho những linh kiện điện tử bán dẫn. Và đây là vòng cuối cùng. Đúng 10 vòng, mỗi bên 5 vòng. Bạn có thể dùng bất kỳ một con MOSFET nào hoặc một con transistor. Các bạn hàn cực D vào một cuộn dây Các bạn nhìn từ phải sang trái. Đây là cực G. Cực G này sẽ nối với đầu dây của cuộn sơ cấp. Bạn có thể dùng biến trở để tùy chỉnh. Hàng nó vào Các bạn nhìn thấy Đây Trung tâm chính giữa của cuộn dây Và đây là chân ếch sờ Các bạn hãy để ý Trung tâm chính giữa của cuộn dây đó là Điện thế cộng và điện thế trừ Việc cần làm tiếp theo đó là các bạn hãy tản nhiệt cho nó làm mát nó đây là cái nấm gọi là nấm flyback nào chúng ta hãy cùng thử xem nào thật tuyệt vời các bạn tạo ra một tiên lưỡi điện nếu tăng áp nó hãy xem video tiếp theo tôi sẽ làm nó dài hơn gấp 3 lần và nó sẽ ứng dụng vào những trò chơi mọi lửa Video này dành cho những người biết điện tử, am hiểu về điện tử hoặc là những chuyên gia như chúng tôi. Các bạn trẻ dưới 18 tuổi không được làm hay là thí nghiệm thì chưa được hướng dẫn của người lớn hoặc là những chuyên gia. Bạn đã học hỏi điều gì qua video này không? Mạnh hơn thì hãy mình cho dùng tôi một like tăng và tăng hãy bình luận bên dưới ý kiến của bạn nhé. Nếu bạn yêu quý thầy mò muốn học nghề điện tử thì hãy đăng ký khóa học một giờ, học phí chỉ bằng một ly cà phê. Cảm ơn ở bên dưới video nhé. Rồi bây giờ muốn mạnh hơn phải không?